Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái hồ cá coi di động 1m x 1m6 với thiết kế là bãi ngang và hai dòng thác. Thì cái hồ này mình cũng mới thả cá các bạn, mới thả cá được 2 ngày, thì mới thả cá chung với cái hồ lớn bên kia. Mình có quay cái clip trước các bạn xem, thì mình thả chung 1 ngày. Thì nhưng mà cái hồ dưới của mình thuần cá thường thường, mình bỏ vào cái hồ mới ấy, thì nó hết các bạn, nên mình đi bắt cá ở cái ao và mình thả trực tiếp vào, nên là cái cá nó còn nhát các bạn. Mình thả cá nhưng mà các bạn có thể thấy mình quay gần các bạn xem, thì con cá nó trốn ở trong này các bạn, nó thấy người nó trốn này, nên mình để rất là ít nước để mình thuần cho nó ra cho nhanh các bạn. Mình ném cá cho nó ăn các bạn, mình ném thì nó vẫn nên ăn bình thường các bạn, nhưng mà nó vẫn chưa nhắm ra ngoài đó, các bạn thấy nó nên ăn này, nên ăn bình thường nha, nhưng mà nó vẫn chưa nhắm ra ngoài, nó chơi bình thường như cái cá mình thuần rồi đó. Tại vì mình để mực nước thấp nhất ấy, để con cá nó thấy cám các bạn, mình ném một phát là con cá nó thấy cám ăn liền luôn. Thì từ từ mình sẽ cho nước lên đó, mình dần dần mình đưa nước lên, cái là con cá nó theo cá nó lên các bạn, thì nó sẽ ra ngoài nó chơi đấy các bạn thấy không, mình ném vô phát ăn hết sạch luôn. Thì đây mình sẽ quay chi tiết các bạn xem về cái dòng thác của cái non bộ này. Cái này mình thiết kế với bãi ngang, thì cái cách thiết kế bãi ngang thì và cách dựng đá là san hô thì mình chia sẻ rồi các bạn. Thì đây cái cách sơn màu mình cũng chia sẻ rồi, hôm nay mình sẽ nói sơ lại cái cách sơn màu. Thì ở đây thì mình có màu nền, nhiều bạn hỏi mình sơn màu, thì đây mình xài màu bột với keo motokiều nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ xài màu nền là màu vàng màu đen trước, quét xong mới khô, xong mình đẩy cái màu nâu lên, để màu nâu xong mới đẩy màu vàng lên, xong mình đẩy màu xanh lá lên. Thì các bạn có thể thấy đây nó 4 màu ẩn vào nhau này, thì nhìn kia đá sẽ rất là rêu phong cổ kính như các bạn đó. Thì các cái vết nối của mình các bạn có thể thấy là nó đã kết nối từ đá và vết đá thật và vết nối nó đã liền lại các bạn. Đây các bạn thấy nó liền thành một khối luôn, tổng thể nó là một khối. Đây nhìn cái này là vết nối này, xi măng này, những bạn nhìn giống đá đó, nó giống đá thật luôn đấy. Thì nó mình đã sơn lên để tạo cái ảo giác để cho nó liền lại một khối. Thì ở trên này mình có thiết kế bộ trồng thác từ trên cao để xuống các bạn này, đó. Xuống ngay cái máy khói này bay mù mịt này đó, nó sẽ rớt xuống. Ở đây thì mình trồng rêu chăn trâu, thì ở đây mình có trồng thêm một số cái rêu này, mà cái rêu này mọc trên đá san hô các bạn, và mọc trên xi măng khi trên non bộ, khi nó chảy nước thường xuyên nó sẽ mọc. Thì trước mình có chia sẻ cách bí quyết mọc rêu nhiều các bạn, làm sao để bí quyết mọc rêu trên cái đá san hô nhanh nhất. Thì hôm bữa mình có làm clip đó thì cũng có nhiều người bạn hỏi mình, thì hôm nay mình xin chia sẻ lại nha các bạn. Thì để mà rêu mọc tự nhiên á thì nó rất là lâu. Thì mình có cách đó là mình sẽ dùng cái rêu này, cái rêu ở cái non bộ cũ các bạn, mình sẽ lấy và mình đưa vào chỗ nào mà nó nằm gần nước nhất, và đừng để nước trôi nha bạn, nó ẩm thôi. Đây, như bạn này, đây thì sau một thời gian rất là ngắn thôi, khoảng 1 tháng sau các bạn, là không một tuần nó bắt đầu nó sẽ mọc, bắt đầu 1 tháng nó mọc rất là nhiều, 1 tuần nó sẽ rơi hạt ra xung quanh và nó sẽ tạo thành những cái bãi đều ni ti rất là nhanh các bạn, cực kỳ nhanh luôn. Nếu mà các bạn mà để nó mọc tự nhiên thì nó cũng phải 6 tháng nó mọc đầy đủ. Đây mình nhét vào đây các bạn, đó mình nhét vào cho nó đầy đủ luôn, cho nó mọc đó, mấy cái khe là mình nhét hết chỗ nó ẩm nhét này. Đây nếu các bạn thấy nó mọc kín cái mảng đá này rất là đẹp, nhưng mà để nó mọc tự nhiên thì nó lâu. Thì mình đã đưa vào đấy, mình nhét vào thì nó sẽ bay hạt ra nó mọc. Đây là rêu chân trâu các bạn đó. Thì ở đây mình có làm cái bộ này là bộ tay du ký các bạn. Bộ này thì mình làm từ gốm sứ Minh Long đó. Gốm sứ Minh Long thì mình lấy mẫu khuôn ra, mình lên khuôn. Ở đây là đồ phổ thông đó, mình cũng làm từ bộ tay du ký các bạn. Thì với cái bộ này thì mình làm
lúc phun silicone giá rất là nhanh các bạn, và sơn màu thì nó một bộ mini để mình chơi. Cái trong trang trí này rất là quan trọng các bạn, cái tỷ lệ như tỷ lệ để cho tạo núi nó to hay nhỏ nó rất là quan trọng. Các bạn mà làm cái nhiều bạn cứ làm cái núi nhưng mà gắn rất là nhiều đồ trên đó, chim cò rồi là ong câu cá rồi là nhà cửa rồi các loại thì tượng các bạn, nó giống như một cái chợ thì nó sẽ bị rối các bạn. Nên mình gắn làm sao mình gắn chủ đề của mình là trong bộ đó là chủ đề gì để mình đi vào cái mục đích chính thôi. Đó, nhưng đây là mình để chủ đề là bộ cây du ký này. Đó, các bạn thấy này, bốn thầy trò thì mình đi qua cái tham quan này, đi lên cái nhà đó, lên cái chùa trên kia, đi sâu ra sau, đi qua hang động sâu xong tạo cho cái sự treo leo của núi các bạn. Đấy, như vậy này. Đấy, dọc ra mình sẽ bật lên. Đây cái nhà mình chát là mình cũng làm mô hình các bạn. Tất cả đồ mô hình mình tự làm hết. Đây cái nhà dân. Đấy, thì với cách làm mà đơn giản các bạn thì mình sẽ chủ động được cái nguồn mẫu phôi mẫu và mình sẽ gắn theo cái bộ của mình đó. Thì sau này rêu phong nó lên thì những cái bộ xi măng các bạn như mấy cái này mọc rêu trên tường các bạn rất là đẹp đó. Với cách đây các bạn có thấy qua núi cao, cái máy này thì mình sử dụng máy 2000 thôi. Với cái hồ này, nhưng cái hồ này các bạn mình gắn cái hệ thống máy 2000, nhưng mà cái hệ thống ống ấy, là các bạn có thể đẩy lên nắm máy 5003 nha các bạn. Tại vì cái hệ thống ống của mình thì mình đi ống lớn giống như hồ lớn luôn. Nên các bạn có thể ví dụ thích thác nước lớn hoặc đẩy dòng lớn thì các bạn có thể đưa vào lên cái hệ máy lớn, máy lớn để cho nó chảy mạnh. Còn nếu như mình thì mình xài cái máy 2000 này là ok thôi, vừa đẩy dòng hai dòng thác này, hai dòng thác và một dòng đẩy với điện để siêu tiết kiệm thì các bạn có thể sử dụng cho nó thoải mái, không phải lo đến vấn đề tiền điện. Còn nên mình, các bạn nào mua máy lớn hơn thì vẫn có thể máy lớn hơn, tại vì hệ thống của mình là mình đưa được ống lớn. Đó, mình quay từ xa các bạn xem. Cái này là mình xếp bãi ngang và cái này là mình làm cái thành các bạn, thành cao bằng hồ lớn luôn, để khi mà các bạn có thể nuôi được cá lớn và mực nước nó nhiều sâu, các bạn có thể nuôi cá thoải mái luôn các bạn. Đây, cây mình mới trồng các bạn có thấy này, nó lên này. Đó, mới trồng nhưng mà nó lên rồi. Đây là cái đây, mình để hệ thống lọc rất đơn giản, cái máy nhỏ xíu các bạn, mình để nước chút xíu mà, tại vì mình chưa có đưa cái chưa đưa nước nhiều, đưa nước nhiều sợ cá nó nhát đấy bạn, nên mình chưa dám cho nhiều. Một vài bữa nữa mình sẽ cho nhiều nước vào và mình sẽ cho cám dụ cá là từ nó đi ra. Cái hồ mình thì đứng ba mặt nó đều không thấy lọc các bạn, mình để nên mình rất là tiện, mình để các hướng đều chơi được, ngang hay trước hay là bên phải bên trái đều là chơi được hết các bạn, nó đều nhìn nó rất là hùng vĩ. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Các bạn có nhu cầu một sở hữu hồ cá koi thì có thể liên hệ với mình 0908325007. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you.